Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hai Tỉnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1124. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Nhân dịp mùa lễ tạ ơn 2013, thay mặt anh chị em truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, xin kính chúc quý khán thính giả một mùa lễ tạ ơn an lành và vui vẻ bên người thân. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Tổng thống Obama dự lễ tưởng niệm cố tổng thống John F. Kennedy. Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi vẫn tin vào đạo luật chăm sóc sức khỏe của tổng thống Obama. Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động cứu trợ bão lụt tại Philippines. Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice trình bày ưu tiên của Mỹ ở châu Á. Ngoại trưởng William Hague tuyên bố cuộc đàm phán nguyên tử có thể thành công. Hội đồng Loya Jirga hay Hội đồng Bô Lão xem xét thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và A Phú Hãng. Tân đại sứ Hoa Kỳ Caroline Kennedy đến trình quốc thư cho Nhật Hoàng Akihito. Quan hệ Indonesia và Úc căng thẳng, Jakarta cho ngưng chương trình hợp tác quân sự. Máy bay khổng lồ Boeing 747 Dreamlifter đáp lầm xuống phi đạo ngắn ở Wichita, Kansas. Và sau cùng là con trai của nghị sĩ tiểu bang Greg Dix, Virginia, đâm cha rồi tự sát. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thể hiện sự ngưỡng mộ đối với di sản của cựu Tổng thống John Kennedy để đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày ông bị ám sát. Tham dự cùng Tổng thống Obama hôm thứ Tư vừa qua, còn có cựu Tổng thống Bill Clinton, cùng đệ nhất phu nhân Michelle Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trong buổi lễ đặt vòng hoa tại ngôi mộ của Tổng thống Kennedy trong Nghĩa trang Quốc gia Arlington, gần thủ đô Washington, gia quyến của gia đình Kennedy cũng tề tụ đầy đủ để tham dự buổi lễ tri ân. Sáng ngày thứ Tư, Tổng thống Obama đã trao tặng huân chương tự do của Tổng thống cho ông Clinton và 16 người Mỹ, nổi bật có những đóng góp đáng kể cho hoạt động văn hóa, chính trị, thể thao và khoa học của Mỹ. Nội dung của huy chương tự do của Tổng thống do Tổng thống Kennedy lập ra 2 tuần trước khi bị ám sát đã chưa kịp trao tặng cho nhóm người đầu tiên được tuyển chọn. Nhưng từ đó đến nay đã được các vị Tổng thống kế tiếp ban thưởng cho hàng trăm người. Tổng thống Obama cũng dự trù gặp các nhà lãnh đạo và đoàn viên của Peace Corps, tổ chức thanh niên tình nguyện do Tổng thống Kennedy sáng lập. Giới truyền thông đặc biệt chú ý tới việc gia đình ông Clinton đi cùng Tổng thống Obama đến Nghĩa trang Arlington, coi đó là thêm một dấu hiệu chứng tỏ bà Hillary Clinton sẽ là người được ủng hộ để nối tiếp nhiệm kỳ của ông Obama để ứng cử Tổng thống vào năm 2016. Phó Tổng thống Joe Biden cũng có thể là một vị ứng cử viên nhiều triển vọng, không có mặt ở Nghĩa trang Arlington mà chỉ có mặt trong buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc. Tin Hoa Thịnh Đốn, lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi cho biết đảng Dân Chủ không mất niềm tin vào khả năng làm cho đạo luật chăm sóc sức khỏe có kết quả của Tổng thống Obama. Và họ cũng không sợ về những ảnh hưởng của Obamacare khiến họ mất cơ hội trong cuộc bầu cử vào năm tới. Xuất hiện trong chương trình Meet the Press của đài NBC, bà Pelosi nói không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong năm tới khi cử tri bỏ phiếu các cuộc bầu cử giữa kỳ. Nhưng bà xác định đảng Dân Chủ, hỗ trợ của đạo luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống. Bà cho biết, thực hiện việc cải tổ chăm sóc sức khỏe là một vấn đề còn phải được giải quyết, nhưng không có nghĩa là giải quyết bằng cách tránh né nó. Cũng theo dân biểu Pelosi, vấn đề chính trong chiến dịch vận động 2014 của bà sẽ là việc làm, chứ không phải là Obamacare. Trong một dấu hiệu cho thấy sự bồn chồn của đảng Dân Chủ về Obamacare, cách đây 2 ngày, 39 thành viên Dân Chủ Hạ viện cùng 222 thành viên Cộng Hòa bỏ phiếu cho dự luật của dân biểu Fred Upton, cho phép các hãng bảo hiểm tiếp tục bán bảo hiểm cho tới sang năm mà không cần đáp ứng tiêu chuẩn của luật Obamacare. Tin từ Manila, Hoa Kỳ đã vận chuyển hàng cứu trợ tới những nơi hẻo lánh của các tỉnh ở miền trung Philippines từ thứ Sáu tuần trước.
các lực lượng Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS George Washington đang dùng những chuyến máy bay MV-22B Osprey là loại phi cơ có khả năng hạ cánh thẳng như máy bay trực thăng. Ngay từ lúc đầu, các lực lượng Mỹ cũng đã cung cấp hỗ trợ cần thiết để khôi phục những cơ sở hạ tầng đã bị hư hại nặng. Trung tướng John Whistler của Thủy quân lục chiến Mỹ nói rằng, với các lãnh đạo nhà báo tại Manila, các lực lượng Mỹ đang tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành những hoạt động cứu trợ. Chúng tôi sẽ ở lại đây cho tới khi nào có cần tới để tiếp tục cung cấp những khả năng độc đáo đó. Những khả năng mà trên thực tế sẽ giảm thiếu những sự khốn khó ngay lúc này và dọn đường cho giai đoạn chuyển tiếp. Tướng Whistler muốn nói tới giai đoạn mà chính phủ Philippines bắt đầu chuyển trọng tâm cứu hộ và cứu trợ sang phục hồi và tái thiết. Ít nhất 16 nước, trong đó có Australia, Việt Nam và Singapore, đang cung cấp các nguồn lực của quân đội cho hoạt động cứu trợ. Quân đội Nhật Bản, với tên gọi chính thức là đội tự vệ, đã thực hiện những công tác y tế tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Quân đội Philippines cho biết, các chính phủ đó đã dùng 61 chiếc máy bay và 14 chiếc tàu để tiếp tay trong chiến dịch hiện nay. Trong khi đó, Trung Cộng loan báo họ sẽ phái tàu bệnh viện có trọng tải 14.000 tấn đến giúp. Đây là một sự gia tăng đáng kể của sự hỗ trợ của Trung Cộng, gần 10 ngày sau khi bão ập vào Philippines. Các quân đội nước ngoài đã thành lập một liên minh do Philippines và Hoa Kỳ cùng lãnh đạo. Các giới chức cho biết họ thực hiện những buổi thuyết trình mỗi ngày. Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Patino đã ngỏ lời cảm tạ về sự giúp đỡ của quân đội các nước. Ông nói thêm như sau, chúng tôi nghĩ rằng chúng đã rất thành công trong việc phối hợp và hợp nhất những nỗ lực của tất cả các quân đội nước ngoài hoạt động tại những cộng đồng bị ảnh hưởng. Chính phủ Philippines đã bị chỉ trích về điều mà nhiều người nói là một sự ứng phó chậm chạp trong những ngày đầu sau khi trận bão xảy ra. Trung tướng Whistler nói rằng, trong bất kỳ một tai họa lớn nào, sự ứng phó đều có vẻ chậm chạp. Nhưng trong trường hợp của trận bão Haiyan, ông nói rằng, quan hệ hợp tác lâu năm giữa Hoa Kỳ và Philippines đã giúp cho giới hữu trách có được một sự ứng phó rất nhanh. Trong lúc có những dấu hiệu hồi phục, như một số cửa hàng bắt đầu mở cửa mua bán trở lại, tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, chính phủ tiếp tục cung cấp nhu yếu phẩm cho hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng của trận bão kinh hoàng này. Tin từ Tòa Bạch Ốc, Cố vấn An ninh Quốc gia cho biết Hoa Kỳ giữ vững cam kết đối với việc tái cân bằng các ưu tiên về an ninh và kinh tế sang vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Bài diễn văn mà Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice đọc hôm thứ Tư là diễn văn quan trọng đầu tiên về chính sách Á Châu-Thái Bình Dương của một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc kể từ khi Tổng thống Barack Obama bị buộc phải hủy bỏ chuyến đi để dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Indonesia và các chuyến viếng thăm Malaysia, Brunei và Philippines. Ngoại trưởng John Kerry đã đi thay cho ông Obama, nhưng sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ vì vụ chính phủ đóng cửa từng phần kéo dài 16 ngày đã nêu lên những câu hỏi mới về chính sách tái cân bằng của Mỹ. Phát biểu tại Đại học George Washington, bà Susan Rice cho biết Tổng thống Obama sẽ quay lại Á Châu vào tháng 4. Bà cũng nói rằng mọi người không nên nghi ngờ gì về cam kết của Hoa Kỳ. Tái cân bằng sang Á Châu-Thái Bình Dương tiếp tục là một nền tảng của chính sách đối ngoại của chính phủ Obama. Bất kể có bao nhiêu bất trắc xuất hiện ở những nơi khác, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giữ những cam kết của chính tôi đối với khu vực vô cùng quan trọng này. Bà Ray cho hay các mục tiêu ngắn hạn của ông Obama bao gồm những tiến bộ lâu bền về tăng cường an ninh, thúc đẩy sự thịnh vượng và thăng tiến các giá trị dân chủ và nhân quyền. Bà nói rằng các mối quan hệ đồng minh và sự phân bố sức mạnh của Mỹ và việc nâng cấp và đa dạng những sự dàn xếp an ninh có mục đích làm cho khu vực này an toàn hơn, bao gồm việc bố trí 60% chiếm hạm Mỹ ở Thái Bình Dương vào năm 2020. Tin Istanbul, Ngoại trưởng William Hague đã nói trong cuộc họp báo tại Istanbul rằng những điểm khác biệt giữa Iran và các cường quốc đang thu hẹp. Ông ta tin tưởng đang có cơ hội lịch sử đưa tới sự đồng ý ngăn chặn truyền bá nguyên tử ở Trung Đông và thiết lập ngoại giao với Iran bằng một con đường khác lâu dài hơn. Hiện giờ còn sớm để nói kết quả như thế nào, nhưng các cuộc đàm phán cách nay 10 ngày rất xây dựng.
đồng ý trên nhiều lĩnh vực. Ông nói cuộc đàm phán sẽ cố gắng thu hẹp khác biệt trong những điểm còn lại. Phái đoàn Iran đang gặp các cường quốc gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng và Đức ở Geneva để đàm phán lần thứ ba sau khi gần đồng ý với bản hiệp ước sau cuộc đàm phán từ ngày 7 tới ngày 9 tháng 11. Mục tiêu của cuộc đàm phán là một hiệp ước tạm thời cho phép có thêm thời gian đàm phán một hiệp ước vĩnh viễn sẽ bảo đảm với các cường quốc là chương trình nguyên tử Iran không bao giờ có thể sản xuất một quả bom nguyên tử. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ông ta hy vọng mọi nỗ lực ở Geneva sẽ thành công. Các cuộc đàm phán vừa qua đã gặp trở ngại vì Iran nhất quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium và Pháp đòi Iran đóng cửa cơ sở Arak, cơ quan nguyên tử năng quốc hay IAEA. Phúc trình vào tuần trước là Iran đã ngừng phát triển chương trình nguyên tử và không đưa thêm những bộ phận mới tới cơ sở Arak. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice nói, nhất bỏ phong tỏa tài sản Iran ở Hoa Kỳ khoảng 10 tỷ Mỹ Kim cũng là một phần trong cuộc đàm phán. Tin Kabul, một hội đồng bô lão A Phú Hãng hôm thứ Năm họp tại Kabul để quyết định có nên chấp thuận một thỏa thuận an ninh song phương mới giữa Hoa Kỳ và A Phú Hãng hay không. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, hội đồng Loya Jirga sẽ bắt đầu tiến trình duyệt xét trước khi người dân A Phú Hãng quyết định về thỏa thuận này. Chúng tôi đã đồng ý với nhau về những từ ngữ sẽ được đệ trình lên Loya Jirga, nhưng họ phải thông qua thỏa thuận này. Do đó, tôi nghĩ sẽ là một việc không thích hợp nếu tôi bình luận về bất cứ chi tiết nào. Việc này hoàn toàn do người dân A Phú Hãng quyết định. Hàng ngàn thành viên của hội đồng đang họp dưới sự căn phòng cẩn mật. Hội đồng Loya Kinja phải chấp thuận hiệp ước an ninh trước khi đưa lên quốc hội bỏ phiếu. Thỏa thuận với A Phú Hãng sẽ quyết định về con số binh sĩ Mỹ còn lại tại A Phú Hãng sau năm 2014. Ông Ama Bajuzada, một nhà phân tích chính trị A Phú Hãng nói, nếu thỏa thuận an ninh song phương được ký, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trú đóng binh lính tại A Phú Hãng, rồi họ sẽ dùng A Phú Hãng như một bàn đạp tại Trung Á và can thiệp vào những vấn đề của các nước khác trong khu vực. Ngoài ra, việc ký kết thỏa thuận này sẽ không mang lại sự bảo đảm về an ninh cho A Phú Hãng. Hiệp định an ninh song phương được xem như là thiết yếu cho một nền hòa bình lâu dài ở A Phú Hãng, là nước đã bị chiến tranh tàn phá và là nơi mà những vụ bạo động do phe Taliban gây ra hiện nay đang trên đà gia tăng. Tin Tokyo, hàng ngàn người chúc mừng đứng dọc theo những con đường ở thành phố Tokyo để ngưỡng mộ bà Caroline Kennedy, là tân đại sứ của Hoa Kỳ đến gặp Hoàng đế Nhật Bản trong một buổi lễ trọng thể. Bà Kennedy, 55 tuổi, tươi cười và vẫy tay chào đám đông từ trong một chiếc xe ngựa cổ hơn một thế kỷ đến hoàng cung để trình quốc thư lên Hoàng đế Akihito. Theo truyền thống thì các tân đại sứ đều đến gặp Nhật Hoàng, nhưng đoàn xe của bà Kennedy được sự chú ý đặc biệt và được trực tiếp truyền hình trên một vài đài truyền hình Nhật Bản. Bà Kennedy là người con còn sống duy nhất của cố tổng thống John F. Kennedy, bị ám sát cách đây đúng 50 năm. Bà cũng là nữ đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Nhật Bản. Việc bổ nhiệm bà làm đại sứ diễn ra giữa lúc Tòa Bạch Ốc nỗ lực thực hiện điều được gọi là tái cân bằng chiến lược và quân sự tại châu Á. Nhật Bản là nước có nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, là một trong những đồng minh chính yếu của Hoa Kỳ trong khu vực. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hoa Tịnh Đốn và là căn cứ của 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ. Tin tổng hợp, trong bối cảnh quan hệ hai nước càng trở nên căng thẳng qua tố giác nghe lén điện thoại nguyên thủ quốc gia, hôm thứ Tư 20 tháng 11, Indonesia loan báo ngưng chương trình cộng tác quân sự với Úc. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho hay các chương trình ngưng lại bao gồm cả việc ngăn ngừa buôn lậu quốc tế, các cuộc thao diễn quân sự chung với nhau và chương trình hợp tác tình báo. Ông nói, không thể có tiếp tục hợp tác như thế này trong lúc chúng tôi chưa rõ vụ nghe lén còn tiếp diễn hay không. Ông cùng loan báo sẽ viết thư cho Thủ tướng Úc đòi chính phủ Úc phải cắt nghĩa tường tận vụ này.
Các diễn tiến mới nhất này xảy ra sau khi Indonesia đã cho triệu hồi đại sứ của mình ở Úc về nước để phản đối chuyện tay đào tẩu Edward Snowden của Mỹ. Tiết lộ tài liệu mật, theo đó tình báo Úc đã nghe lén điện thoại của Tổng thống Juho Yona. Trong số những người bị nghe lén điện thoại ở Indonesia, ngoài Tổng thống Juho Yona, còn có phu nhân của ông, vị phó tổng thống và nhiều bộ trưởng quan trọng khác, theo tiết lộ của đài ABC của Úc và báo Guardian của Anh cho biết. Tin Wichita, Kansas. Một máy bay vận tải khổng lồ Boeing 747 Dreamliner từ phi cảng JFK, New York, bay đến Wichita, Kansas, tối thứ Tư vừa qua, đã đáp lầm xuống phi đạo của một phi trường chỉ sử dụng cho máy bay nhỏ. Theo dự tính, trong ngày thứ Năm, máy bay sẽ bó buộc phải bay lên trở lại từ phi đạo quá ngắn này. Máy bay chở những bộ phận của Boeing 787 tới giao cho căn cứ không quân McConnell ở đông nam Wichita, nhưng đã hạ cánh lầm xuống một phi đạo dài 6.100 feet của phi trường dân sự địa phương Chabara tại đông bắc Wichita, cách xa khoảng 8 dặm. Nữ phát ngôn viên Valerie White của phi trường này cho biết máy bay sẽ cất cánh trở lại từ đây trong ngày thứ Năm. Bà nói rằng Dreamliner cần phải có phi đạo dài 9.200 feet để cất cánh. Nhưng do điều kiện thời tiết tốt và do máy bay nhẹ bớt vì đã tiêu thụ nhiều nhiên liệu khi bay từ New York tới, nên có thể cất cánh trên phi đạo chỉ dài bằng 2/3 đòi hỏi bình thường. Theo lời bà White, các kỹ sư đã tính toán cân nhắc suốt đêm để đi tới quyết định và máy bay có thể sẽ cất cánh vào lúc 12 giờ trưa giờ địa phương. Máy bay đã được kéo tới đầu phi đạo và một phi hành đoàn mới sẽ điều khiển máy bay cất cánh để bay qua căn cứ không quân McConnell. Chiếc Dreamliner thuộc công ty Atlas Air, trụ sở ở New York, chuyên phụ trách vận chuyển các loại hàng đặc biệt như các bộ phận rời của máy bay. Dreamliner là kiểu Boeing 747-400 cải tiến thành máy bay vận tải khổng lồ lớn nhất thế giới. Cho tới nay, mới chỉ có 4 chiếc được chế tạo. Tin giờ chót cho biết, sau khi đã thực hiện tất cả những biện pháp đề phòng ở phi trường Chabara, bao gồm việc cảnh sát cho đóng một số đường lộ ở gần và yêu cầu dân chúng tránh xa khu vực máy bay đi ngang, chiếc Boeing 747 Dreamliner đã mở cho động cơ hoạt động với sức đẩy tối đa, chạy hết phi đạo ngắn rồi bốc lên cao lẫn trong mây mù. Sau đó, mấy phút đáp an toàn xuống một phi đạo cách xa 12 dặm trong căn cứ không quân McConnell. Được biết, Chabara là phi trường nhỏ, không có đài hướng dẫn không lưu. Các giới chức trách nhiệm đã cho mở cuộc điều tra để tìm hiểu lý do vì sao máy bay đáp lầm nơi. Tin Virginia, một chính trị gia hàng đầu của tiểu bang Virginia phải nằm bệnh viện ở Charlottesville để điều trị nhiều vết thương do con trai ông gây ra. CNN trích thuật lời cảnh sáo cho biết, và dường như người con của ông đã tự tử sau đó. Một người bà con trông thấy thượng nghị sĩ Credit, dân chủ, đang bước đi trên đường gần nhà, trên người đầy máu do nhiều vết dao đâm ở đầu và ngực, liền gọi 911. Cảnh sát sau đó đến nhà ông ở Millboro, cách Richmond khoảng 150 dặm về hướng Tây, và tìm thấy thi thể của con trai ông là Austin Gustin với một vết thương do súng bắn. Tuy nhiên, nhân viên cấp cứu không thể cứu sống anh được. Bà Corinne Geller, phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang, nói, dựa theo chứng cứ, chúng tôi xem vụ này như là một vụ mưu toan giết người rồi tự sát. Cũng theo bà Geller, không có ai khác hiện diện tại hiện trường lúc xảy ra sự kiện, và các nhà điều tra không nghĩ là có một nghi can nào khác. Bệnh viện nơi ông Deed được điều trị cho biết tình trạng của ông khả quan hơn, không còn nguy kịch nữa, và ông có thể nói chuyện được. Ông Deed, 55 tuổi, được biết nhiều trong giới hoạt động chính trị tiểu bang Virginia. Ông từng tranh chức Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang năm 2005 và Thống đốc năm 2009. Cả hai lần đều đối đầu với ông Bob Patano, Cộng hòa, người hiện là Thống đốc. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngừng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Luật sư Lê Thị Công Nhân
bị hành hung cùng với nhiều người khác tại đồn công an Thụy Khuê. Tin Hà Nội, một số những người tranh đấu gồm cả nữ luật sư Lê Thị Công Nhân đã bị đánh đập dã man tại công an phường Thụy Khuê sáng hôm thứ Ba vừa qua. Tin cho biết, ngoài cô Công Nhân, cùng chồng là Ngô Duy Quyền và con, còn có nhiều người dân oan cũng gặp nạn. Hai vợ chồng Lê Thị Công Nhân cho biết đã đi cùng ông Lê Hùng là biên tập viên nhà xuất bản Thanh Niên đã về hưu đến đồn công an phường Thụy Khuê 23 phố Thụy Khuê để yêu cầu họ giải quyết việc anh Trương Văn Dũng, anh Lê Thiện Nhân và chị Bùi Thị Minh Hằng đã bị công an đánh đập dã man gây thương tích vào tối ngày 25 tháng 10. Chỉ vì đến đồn công an đòi lại liều bạc mà họ đã thu giữ bất hợp pháp của bà con dân oan Hà Mông xuống Hà Nội khiếu kiện. Những đồ dùng đó là do anh Dũng và những người bạn kêu gọi quyên góp và mang đến cho những người Hà Mông đau khổ này. Khi họ đến nơi, đã thấy gần 50 bà con dân oan, Dương Nội và một số nơi khác tập trung ở vỉa hè bên kia đường, đối diện đồn công an. Khi mọi người không chịu rời khỏi nơi đó, bọn công an đã trấn áp và đánh đập những người này một cách tàn nhẫn và xô đẩy ra ngoài. Riêng chị Nga và bé Tài bị chúng đánh ngã xuống đất. Còn anh Trương Văn Dũng bị hàng chục tên lập vào đánh hội đồng. Ngay lúc đó thì bà con dân ngoan Dương Nội kéo đến và bọn công an đẩy hết mọi người ra đường. Sau đó những người dân ngoan đã đưa luật sư Lê Thị Công Nhân và những người còn lại về tận nhà. Tất cả đều mang nhiều vết thương trong người. Các trận lũ nghiêm trọng nhất tại miền Trung Việt Nam kể từ năm 1999 khiến ít nhất 34 người thiệt mạng theo một thống kê mới được chính quyền các địa phương công bố hôm 17 tháng 11 2013 và thiệt hại vật chất ước tính sơ bộ ít nhất 65 triệu đô la. Suốt một dải đất miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên bị nhấn chìm trong lũ, Bình Định và Quảng Ngãi bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo Trung tâm Phòng chống bão lũ vào khu vực miền Trung và Tây Nguyên được báo chí trong nước trích dẫn, riêng tỉnh Bình Định có hơn 98.000 ngôi nhà bị ngập. Trước đó, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã sơ tán hơn 19.000 hộ dân với gần 80.000 dân cư ở các vùng ven biển và các vùng thấp, vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đến những nơi an toàn. Trung tâm Phòng chống bão lũ khu vực miền Trung và Tây Nguyên dự báo lũ lụt tại miền Trung vẫn còn có thể gây nguy hiểm tại một số khu vực. 17 giờ chiều nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nghi nhận các nước tại sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam tiếp tục xuống, trong khi đó nước các sông tại Quảng Ngãi và Bình Định vừa đạt mức đỉnh và bắt đầu xuống chậm. Tuy nhiên, nước tại một số sông ở khu vực miền Trung vẫn đang ở mức báo động 2 hoặc cấp 3 và có nơi nước vẫn đang tiếp tục dâng lên. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán thứ 6 22 tháng 11 2013, Dow Jones 16.064.77, year to date 22.59%. Nasdaq 3.991.65, year to date 32.20%. S&P 500 1.804.76, year to date 26.54%. Giá vàng là 1.243.70 một ounce, trong khi dầu thô là 94.86 một barrel. Và giá sân là 3.235 một gallon theo công ty AAA vào ngày thứ Sáu 22 tháng 11 2013. Đồng euro tương đương với 1.3536 của Hoa Kỳ. Lãi suất mortgage theo Freddie Mac thứ Năm 21 tháng 11 2013 30 năm cố định là 4.22% và 15 năm cố định là 3.27%. Tình trạng thất nghiệp. Trong tuần lễ kết thúc thứ Bảy 16 tháng 11 2013, có 323.000 người nộp đơn xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 21.000 so với 344.000 của tuần lễ trước đó, theo phúc trình của Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm 21 tháng 11 2013. Mặc dù kinh tế Mỹ đã cung cấp thêm 204.000 việc làm trong tháng 10,
tỷ số thất nghiệp của Mỹ trong tháng 10 2013 đã lên trở lại 7.3%. Cộng thêm 60.000 việc làm mới có thêm trong 2 tháng trước đó, tổng số việc làm mới đã cho thấy dấu hiệu kinh tế Mỹ đã phát triển tốt hơn sự kỳ vọng của nhiều người. Tổng giám đốc điều hành CEO của hệ thống Sia và Cây Mạc Edward Lampert, trong một cuộc phỏng vấn của thông tấn xã Reuters, đã cho biết công ty có thể sẽ đóng cửa thêm một số tiệm trong năm tới, nhưng không nói rõ con số là bao nhiêu. Công ty đã đóng cửa khoảng 300 tiệm từ năm 2010 đến nay. Tình hình kinh tế và tài chính Mỹ. Trong 3 tuần qua, Dow Jones đã 8 lần tạo kỷ lục mới. Thứ Năm 21 và thứ Sáu 22 tháng 11, Dow Jones đã liên tiếp lập kỷ lục mới vượt qua mốc điểm 16.000 lần đầu trong lịch sử của Wall Street. Sở dĩ như vậy là do kết quả của sự kết hợp, của sự cải thiện của thị trường việc làm, của lợi nhuận của các công ty, sự phát triển tốt của kinh tế và sự tiếp tục chính sách cứu nguy kinh tế và tài chính của Quỹ Dự trữ Liên bang. Bà Janet Yellen, người sẽ thay thế ông Ben Bernanke trong nhiệm kỳ vào đầu tháng Giêng sắp tới, vừa phát biểu rằng thị trường chứng khoán sẽ không lên quá giá hay giá ảo như có một số người quan tâm. Thị trường địa ốc của cả nhà mới xây và nhà hiện hữu đã không tiến triển đáng kể trong 2 tháng qua. Phản ứng của dân chúng Mỹ về Obamacare. Đạo luật Affordable Care Act, còn được gọi là Obamacare, đang gặp một số khó khăn lớn về kỹ thuật từ nhu liệu của website y tế của chính phủ và sự hủy bỏ hơn 5 triệu hồ sơ bảo hiểm do sự phát biểu lệch lạc của Tổng thống Obama đã nổ lớn trong hơn một tháng qua. Nhưng khó khăn tai hại nhất hiện nay là phản ứng bất thuận lợi của dân chúng từ Dân Chủ đến Cộng Hòa, từ Độc Lập đến Ôn Hòa đối với Obamacare và cảm nghĩ của họ về khả năng và uy tín của chính Tổng thống Obama. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Washington Post, ABC News, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 vừa qua, những trục trặc kỹ thuật cùng với những lời hứa cuội trong thực tế thi hành Obamacare đã đẩy mức độ tín nhiệm của dân Mỹ đối với Tổng thống Obama xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông vì khả năng lãnh đạo và nhiều vấn đề khác trong quá khứ. Phía chống đối Obama đã lên tỷ số kỷ lục 57%, tới 63% nhất quyết không chấp nhận so với 53% trong tháng trước. Người Mỹ giận dữ vì hơn 5 triệu hồ sơ bảo hiểm của họ đã bị công ty bảo hiểm hủy bỏ bởi lý do không hội đủ điều kiện để thỏa mãn đòi hỏi mới của Obamacare. Gần 2/3 dân Mỹ chống lại điều luật bắt buộc bảo hiểm cá nhân với hơn một nửa chống đối mạnh mẽ. Vì sự trục trặc kỹ thuật của healthcare.gov của chính phủ, 70% dân Mỹ muốn chính phủ hoãn lại điều luật bắt buộc cá nhân. Đa số cho rằng đây là dấu hiệu của sự quản trị yếu kém của những người có trách nhiệm. Tổng thống Obama đã bị chỉ trích nặng nề bởi lời tuyên bố không phản ảnh thực tế của ông, được lặp đi lặp lại tới 24 lần. Những ai muốn giữ chương trình bảo hiểm hiện có thì có thể giữ như cũ. Một nửa dân Mỹ cho rằng Obamacare có thể sửa chữa được, còn một nửa còn lại không tin như vậy. Đảng viên Dân Chủ nồng nhiệt tin rằng Affordable Care Act sẽ áp dụng được và đảng viên Cộng Hòa cảm thấy rất bi quan vì sự sống còn của luật này. Đa số những người thuộc thành phần độc lập nói rằng luật này sẽ không thể áp dụng được. Obamacare từ một chiến dịch cải cách y tế hôm nay đã trở thành gánh nặng chính trị cho giới dân cử đã ủng hộ nó. 40% dân Mỹ nói rằng họ sẽ chống lại các chính trị gia nào đã ủng hộ luật này, trong khi chỉ 20% nói sẽ ủng hộ. Riêng Tổng thống Obama trở thành mục tiêu chính. Tỷ số tín nhiệm tổng thể về ông đã rớt xuống mức 42%. Tỷ số bất tín nhiệm đã lên tới 55%, là mức độ tồi tệ nhất. 44% mạnh mẽ không chấp nhận cách làm việc trong chức vụ tổng thống của ông, và đây cũng lại là mức độ tồi tệ nhất. Sự thiệt hại cho Tổng thống Obama đã dẫn tới nghi vấn là liệu những sự cải thiện về Obamacare, nếu có, tự nó có thể nâng đáng kể điểm tín nhiệm của tổng thống lên không, và nếu không, e rằng phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Đây là lần đầu tiên đa số dân Mỹ 52% nói rằng họ không có cảm nghĩ tốt về Tổng thống Obama và 46% thì nói ngược lại. So với ngày lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 hôm tháng Giêng, ông đã mất 23%. Hơn một nửa dân Mỹ hôm nay cho rằng Tổng thống Obama không phải là một lãnh tụ mạnh, không hiểu những vấn nạn của đồng bào, không thành thực và không đáng tin cậy. 56% cho rằng Tổng thống Obama không phải là một người quản trị giỏi. Trong tháng qua, có 63% người Mỹ độc lập
và 50% những người ôn hòa đã không chấp nhận cách làm việc trong vai trò tổng thống của ông. Đây là lần thứ nhì trong gần 4 năm trong chức vụ tổng thống. 45% dân Mỹ cho là ông too liberal và 43% nói là just right. Lần trước ông bị coi là too liberal là 2 tháng trước kỳ bầu cử midterm của nhiệm kỳ đầu, khi đảng Cộng hòa thắng thêm 63 ghế tại Hạ viện. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.